Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 46 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Liên Hàn lúc này lui ra sau hai bước, cô dùng tay trái chụp cây sào tre, chỉ nghe sột một tiếng, sào tre đã đẩy tới vài tấc, khiến cho Liên Hàn thấy xương cốt cánh tay buốt đau, mặt qua bừng đỏ. Cô chưa kịp định thần, gã sử dụng song chùy đã vừa rống to vừa dung chùy xong tới, chẳng chút thương hương tiếc ngọc, y quơ chùy đập thẳng vô mặt của cô. Liên Hàn chỉ còn có nước uống người ngửa người về phía sau. Hán tử áo vàng lập tức quơ cây sào tre đâm vào eo lưng của cô gái. Nhạc Chi Dương kinh hãi, hắn định nhảy ra thì chợt thấy Lam Vân đã đến sát cạnh. Cô múa cây cuốc mỏ hạt, bổ nhanh như chớp nhoáng, chặt đứt đầu cây sào. Người áo vàng gầm lên một tiếng, y rung mạnh sào tre, khiến cho hổ khẩu của Lam Vân nhức nhối, cán cuốc cơ hồ vụt khỏi tay của cô, buộc cô phải lui về sau một bước. Chẳng dè Bọc Dương Chiêu thừa cơ hội này đánh lén, y dung cương xoa đâm ngay vào hậu tâm của cô. Dừng tay! Cả Triệu Kiến Hoài lẫn Thủy Liên Ảnh đồng thanh hét lớn. Chẳng ngờ Bọc Dương Chiêu đang hận vì bị đánh rớt răng, y cứ tiếp tục đâm ngọn xoa vào. Chỉ nghe chát một tiếng, hàn quang chớp lóe, cây bách luyện cương xoa đã bị chặt gãy làm đôi. Bọc Dương Chiêu hoảng hốt nhảy dựng ra ngoài, y đưa mắt nhìn thấy Nhạc Chi Dương đang đứng cạnh Lam Vân, tay cầm cổ kiếm, miệng cười dài. Bọc Dương Chiêu kinh ngãi, y nhìn thanh lưỡi cây cương xoa đã cục ngủng, đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Y há miệng chửi, hay cho một đôi cẩu nam nữ. Lam Vân da mặt đỏ ửng, cô dằn dỗi mắng trả. Người mới là cẩu đó, cẩu nào đâu. Mắng còn chưa dứt lời, người áo vàng đã quét cây sào tới, khiến cho cô phải cập rập xuất chiêu ngăn chặn. Binh khí hai người còn chưa chạm vào nhau thì đã nghe Thủy Liên Ảnh kêu lớn, mọi người hãy tạm dừng tay. Triệu Kiến Hoài cũng ngại đao kiếm không có mắt, rủi gây thương tích lên con tin, mất đi vốn liếng trao đổi với phe Tây Thành, tức thì cũng lên tiếng nói, tạm lui ra đã, xem cô ta muốn nói gì. Quần hào nghe lệnh đều lui về phía đằng sau. Thủy Liên Ảnh khoan thai bước ra, miệng mỉm cười nói, Triệu đường chủ, người đến hành hạnh thủy tạ rốt cuộc là muốn gì đây? Nụ cười này như gió xuân thổi tan tiếc, nét thu thủy êm ả, đầy mày cuối mắt đều biểu lộ nét yêu kiều. Quần hào nhìn thấy họ biết vì sao lại tự dưng thầm ngưỡng, làm bậy để gây thương tổn đến kiều nữ mong manh này không phải là tác phong của hảo hán. Triệu Kiến Hoài nhìn nữ tử có hơi bất ngờ, y bèn đáp bừa, đương nhiên là để cứu tiền trưởng lão rồi. Thủy Liên Ảnh khẽ gật đầu, cô nói giọng mềm mỏng, được lắm, để ta theo bọn ngươi. Người hãy phóng thích ba người kia có được không? Liên Hàn đầu tóc sổ tung, nghe cô ta nói đã nhảy nhõm lên, tiểu thư đâu làm như vậy được. Lam Vân cũng hốt hoảng, tiểu thư không thể, không thể đâu. Vốn Nhạc Chi Dương thấy Thủy Liên Ảnh nhu nhược ẻo lả, hắn không đánh giá cao, giờ chợt nghe cô ta xá thân cứu người, tự nguyện làm con tin, hắn nhất thời nhìn nữ tử này, con tim nóng hừng hực, khiến đầu óc khích động, khó tự chủ lấy thần. Triệu Kiến Hoài cũng phát nghi sinh ngờ, lão đánh giá nữ tử, rồi cười phá lên. Lão phù mạo muội xin hỏi phương danh của cô nương. Thủy Liên Ảnh lên tiếng đáp, ta họ Thủy. Triệu Kiến Hoài lên tiếng nói, Thủy cô nương xin lỗi, lão phù nói thẳng, hiện nay phe ta đang chiếm ưu thế, lão phù tại sao phải theo ý của cô chứ? Lời này vô cùng ngạo mạn. Liên Hàn tức giận, không theo thì thôi, quá lắm, đánh nhào tới chết là cùng chứ gì. Thủy Liên Ảnh trừng mắt lườm cô ta rồi thở dài, Triệu đường chủ cũng xin lỗi, để cho ta nói thẳng, có bắt ba người bọn họ đối với quý bang thì cũng hoàn toàn vô dụng thôi. Triệu Kiến Hoài ngạc nhiên nói, vì sao vậy?
Liên Ảnh đưa bàn tay mềm mại ra chỉ trỏ vào cả ba. Liên Hàn, Lam Vân, nha hoàn của ta, phần lượng so với Tiền trưởng lão đều kém rất xa. Còn vị nhà công tử này chẳng qua là khách bất chợt, căn bản không phải người của Tây Thành. Chỉ có tiểu nữ đây tạm coi như là truyền nhân của địa mẫu. Nếu Triệu đường chủ cần con tin để trao đổi cùng trưởng lão quý bàn, ngoài ta ra còn có ai khác đâu chứ? Triệu Kiến Hoài nhíu mày trầm ngâm không quyết. Bộc Dương Chiêu chẳng nhẫn nại được, y hả họng la lối. Triệu đường chủ đừng nghe á tiểu bà nương này nói bậy. Tất cả bọn mình đều đã thấy qua yêu thuật của Thu Đào. Cô ta là truyền nhân của địa mẫu, nhất định yêu thuật phải giỏi. Mình thà ba đứa kia chỉ còn đơn độc một mình á, chẳng phải là á thoát thân ngon lành hay sao? Mọi người nghe y nói thảy đều ồn ào khen phải. Bộc Dương huynh cào kiến, nếu không phải huynh cờ cảnh là mình đã trúng gian kế của tạc bà nương này rồi. Triệu Kiến Hoài cũng nói. Bộc Dương lão đệ nói phải lắm. Thủy cô nương, ta thả ba đứa bọn hắn xong, cô tẩu thoát thì ta làm thế nào đây chứ? Triệu đường chủ quá lo rồi. Thủy Liên Ảnh tươi cười, giọng bình thản, cô nói. Ta tuy là truyền nhân của địa mẫu, nhưng không biết võ công. Ai nấy đều kinh ngạc. Bộc Dương Chiêu là lớn. Người tính lừa gạt luôn cả ma quỷ nữa chắc. Triệu Kiến Hoài cũng không tin lão bảo. Thủy cô nương, cô không biết võ công thì làm truyền nhân địa mẫu sao được chứ? Gia sư bản sự không chỉ có phải võ công thôi. Thủy Liên Ảnh vẫn bình thản, cô nói rành mạch. Trồng hoa, nuôi cỏ, bốc thuốc, chữa thương tích, trị bệnh, gãi đàn, nặng tượng sứ, đều toàn nằm trong bản sự của gia sư. Tiểu nữ theo gia sư nhiều năm, chỉ học được có mấy ngón nghề ấy. Những thứ gọi là thần thông của địa bộ, tiểu nữ một chút cũng không có rành. Toàn bộ người Diêm Bang nửa tin nửa ngờ, họ chăm chú đánh giá nữ tử. Thấy nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thần thái yêu kiều, ra gió là bị thổi bay, gian nắng ắt sẽ cháy thiêu. Kiểu một cô thiên kim tiểu thư không có chút dáng dấp gì của người học võ. Nhạc Chi Dương cũng phải hỏi nhỏ. Liên Hàn, những lời ấy đều là thật chứ? Liên Hàn mím môi, cô không thốt nên lời, chỉ lo âu nhìn tiểu chủ. Triệu Kiến Hoài ngẫm nghĩ rồi lão cười xòa. Thôi cũng được, cô chịu làm con tin, buộc lòng ta phải trói cô lại. Bộc Dương lão đệ, người đem dây thừng lại đây. Bộc Dương Chiêu đưa ra một sợi dây bằng da thuộc. Triệu Kiến Hoài đón nhận, nói. Thủy cô nương, nếu cô thực sự thành tâm, mời cô tiến ra hai bước đưa tay chịu trói. Thủy Liên Ảnh ngần ngừ, cô gật đầu nói. Được thôi. Cô ôm con Bạch Miêu chậm chậm đi ra. Liên Hàn, Lam Vân đều hốt hoảng, họ ngăn cô lại. Tiểu thư, đừng đi. Thủy Liên Ảnh liếc sơ qua hai cô rồi cô lắc đầu. Liên Hàn, Lam Vân, hai đứa lui ra mau. Mũi không lui. Liên Hàn kêu lên. Tụi chúng muốn bắt tiểu thư trừ khi là tiểu tỳ chết đi. Ừ, hay lắm. Thủy Liên Ảnh hai mắt ngước nhìn trời, cô lạnh lùng nói. Người đi chết đi. Liên Hàn ngẩn ngơ như tượng gỗ. Thủy Liên Ảnh đột nhiên giang tay đẩy cô ra. Liên Hàn đành phải lui hai bước. Cô quỳ thụp xuống, tay ôm mặt khóc nức nở. Lam Vân muốn an ủi bạn, nhưng còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã muốn trào xuống dưới. Thủy Liên Ảnh làm như không thấy. Cô lướt ngang qua hai người, đến trước Triệu Kiến Hoài. Lão già chạm ánh mắt vào cô, lão chợt sượng sùng, bèn ho khan một tiếng bảo. Bộc Dương lão đệ, người ra tay đi. Bộc Dương Chiêu bản tính thô lỗ, chẳng chút thương hương tiếc ngọc. Hắn dạ rang rồi đón nhận sợi dây. Dùng năm ngón tay phải thành thạo hung hăng chộp vào đầu vai của Thủy Liên Ảnh. Thấy trảo đi được chừng nửa chừng, y nghe hơi lạnh bức người. Một lưỡi gươm loang lỗ rỉ sét đã chặn ngang ngón trảo của y. Bộc Dương Chiêu vội vã rụt tay về, nhìn kỹ lại chỉ thấy Nhạc Chi Dương hoành kiếm ngang ngực. Hắn cười dài nói. Triệu đường chủ, ta vô phép có một thỉnh cầu. Triệu Kiến Hoài mặt tái xanh, gã trợn trừng nhìn hắn không nói nên lời.
Nhà Chiêm Dương chẳng đợi gã đáp ứng, liền cướp lời nói: "Ta làm con tin thay cho Thủy cô nương có được không?" Câu nói bất ngờ này, Thủy Liên Ảnh mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu Kiến Hoài cũng quá giật mình, lão nhíu mày nói: "Người chẳng thuộc về Tây Thành, lão già không có hứng thú đâu." "Ai bảo ta không phải người của Tây Thành?" Nhà Chiêm Dương cười hì hì rồi nói tiếp: "Chẳng giấu gì Triệu đường chủ, ta chẳng những là người của Tây Thành, chức phận địa vị ta còn cao gấp mấy lần Thủy cô nương kia kìa." Triệu Kiến Hoài thấy khó hiểu, lão quay sang nhìn Thủy Liên Ảnh. Nữ tử này nhíu mày nói: "Nhà công tử đừng làm rộn nữa mà." Nhà Chiêm Dương giọng cười cợt nói: "Hê hê, tính theo tiền, tính theo trị giá, người mà Tây Thành nắm giữ là trưởng lão của Diêm Bang, thân phận chỉ dưới một người mà trên vạn kẻ khác. Muốn chuộc về ít nhất cũng phải tìm một người dưới một trên ngàn vạn mới được chứ." Đôi mì thành tú của Thủy Liên Ảnh nhíu lại. Triệu Kiến Hoài chỉ cười gằn: "Tiểu tử, bộ ngươi là một kẻ dưới một mà trên vạn hay sao hả? Nói nhằn nói cùi, những vị đứng đầu tám bộ đây ta đều biết mặt hết rồi, trong đó chẳng có nhân vật nào giống nhà ngươi hết." Nhà Chi Dương cười cười, hắn thản nhiên nói: "Bác bộ chi chủ thì là cái quái gì chứ?" Hắn vừa nói thế, tất cả mọi người đều kinh hãi. Triệu Kiến Hoài tuy quá giận dữ, lão lại buông tiếng cười: "Tiểu tử này, ngươi còn có địa vị cao hơn mấy vị đứng đầu ở bát bộ hay sao?" "Đúng vậy." Nhà Chi Dương cười hì hì: "Lão nói thử coi, giữa bát bộ cùng thiếu chủ Tây Thành thì ai cao hơn đây hả?" Triệu Kiến Hoài càng thêm hồ đồ, lão trợn trừng mắt nhìn Nhà Chi Dương: Ngươi là..." Nhà Chi Dương thở ra một hơi dài: "Xem chừng gia sư thoái ẩn quá lâu, người trong thiên hạ đều đã quên hết rồi đó." "Nói cái gì vậy?" Triệu Kiến Hoài suy nghĩ thật gắt, lão buộc miệng hỏi: "Ngươi là đệ tử của Lương Tử Cầm?" Câu đó hệt như là giữa trời quang mây tạnh, chợt có tiếng sấm vang dậy đùng đùng, khiến mọi người trong quần hào đều biến sắc. Cả ba nữ tử nghe hắn nói lung tung, cũng cảm giác vừa tức giận lại vừa buồn cười. Liên Hàn không nhịn nổi, cô kêu ầm lên: "Người nói cái bậy bạ gì đây? Ở đâu trong Tây Thành mọc ra một thằng đệ tử như thế này chứ?" Nhà Chi Dương lườm cô một cái rồi cười ma mảnh nói: "He he, Liên Hàn ơi, nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, chẳng lẽ vì muốn giữ mạng đến ngài cả cha cũng không dám nhận sao chứ?" Liên Hàn tức tối, cô dậm chân: "Ngươi nói bậy nói bạ, ai là cha của ngươi chứ?" Triệu Kiến Hoài nhìn hai người không khỏi nghi ngờ, lão trầm ngâm nói: "Tiểu tử, Lương Thành Chủ là vô địch thiên hạ, nếu ngươi là truyền nhân, hẳn võ công chắc không có tồi. Cứ gì chưa xuất được một chiêu nào hết mà đã cam tâm tự nguyện làm con tin của ta?" "Ai nói tôi cam tâm tự nguyện? Ai nói tôi là một chiêu chưa xuất vậy?" Nhà Chi Dương đang cười cười, bỗng dưng hắn lớn tiếng sừng sộ: "Muốn bắt ta làm con tin, trước hết phải thắng được ta chứ." Quần hào nghe tiếng của hắn, thấy đã bị mắc mưu, nhất thời nổi giận ầm ĩ chửi mắng. Bộc Dương Châu lạnh lùng nói: "Được lắm, nói tới nói lùi vẫn là muốn đánh nhau." Y vén tay áo lên định nhào vô. Nhà Chiêm Dương xua tay nói: "Khoan khoan khoan, chậm đã." Bộc Chiêu lên tiếng hỏi: "Ngươi sợ rồi sao?" "Sợ?" Nhà Chiêm Dương cười ầm, hắn dục xông tới. Bộc Dương Chiêu còn chưa hiểu, đã cảm giác kiếm quang mờ mịt, cây cương xoa của y vốn trước đó đã bị hắn chặt đứt, chỉ còn lại có cái đuôi thép. Y lập tức giơ nó lên ngăn đón, nghe rẽn một tiếng, cái chùy lại bị tiễn đứt đôi lần nữa. Cây chân cương thừa thế tiến vào, mũi kiếm trỏ đúng tâm khẩu của y. Bộc Dương Chiêu một chiêu đã bị chế ngự, mặt của y xám như tro tàn. Quần hùng ào ào rút binh khí dây Nhạc Chi Dương vào giữa. Nhạc Chi Dương không lý gì đến họ, hắn trông ra hỏi: "Triệu đường chủ, lão và ta đánh cuộc chơi một phen, lão nghĩ sao?" Triệu Kiến Hoài nói giận: "Cuộc cái rắm!"
Nhạc Diêu Dương cười hỏi trở lại: "Nếu lão không chơi, Bọc Dương huynh đây sẽ phải chết chứ chẳng sai. Hắn chết đi, bọn lão báo thù, nhất định là sẽ giết ta. Và nếu như ta chết thì dùng ai để chuộc tiền trưởng lão về chứ?" Triệu Kiến Hoài nhất thời im lặng. Bọc Dương Chiều chết hay sống, lão chả bận tâm. Nhưng nếu thực lực Nhạc Chiêu Dương và thiếu chủ Tây Thành có được, hắn làm con tin là chiếm được nhiều lợi thế. Lão lập tức nén giận, tự kềm chế rồi hỏi: "Hay lắm, người muốn đánh cuộc như thế nào đây?" Lạc Chiêu Dương lên tiếng nói: "Bên lão cử ra một người đơn đã độc đấu với ta. Bên lão thắng, ta mặc tình để lão xử trí. Còn nếu như ta thắng, xin các vị hãy lui về dùm." Hắn lớn tiếng mạnh miệng khiến cho mọi người phải kinh nghi. Triệu Kiến Hoài đang còn ngẫm nghĩ chưa quyết, chợt nghe có người to tiếng nói: "Triệu đường chủ, Diêm Bang mình đường đường là đại bang, nếu không chấp thuận ứng chiến, chẳng phải sẽ để thiên hạ coi thường hảo hán toàn bang hay sao?" Triệu Kiến Hoài ngoái trông lại, người nói đó chính là đại hán Sử Dụng Kỳ. Người này nhảy giọt ra lớn miệng kêu lớn: "Ông nội mi là Phá Lăng Trùy Cúng Cường đây, xin được lĩnh giáo cao chiều." Triệu Kiến Hoài lâm vào thế cưỡi lưng cọp, lão đành phải lên tiếng nói: "Tiểu tử có thể đánh cuộc, nhưng người không thể sử dụng kiếm. Thanh bảo kiếm này chặt sắc như chém bùn, người chiếm quá nhiều ưu thế rồi." Nhạc Chiêu Dương tức thì nói: "Được thôi." Hắn tra kiếm vào vỏ, rút cây sáo ngọc cầm tay, nhìn nhìn nó rồi tiếp: "Không cần kiếm, dùng cây sáo này được chưa?" Mọi người thấy đều động dung. Cây sáo ngọc chẳng phải là thứ đồ cứng rắn, đập vô một phát là tan tành. Cung Cường cảm thấy bị khinh thị, y trợn tròn cặp mắt, hả họng la lớn: "Xú tiểu tử, ta thấy cây sáo này của mi không có đáng một xu, da dàm chì của ta sẽ tan nát, đừng có hối hận đâu." "Nói đúng lắm, nói đúng lắm đó." Nhà Chi Dương cười gian, hắn học theo giọng của đối phương: "Xú thợ rèn, tôi thấy hai cái dùi trống đó cũng không có đáng đồng bạc nào, bị sáo tôi đập bể thì đừng có nuối tiếc nha." Cung Cường giận sôi máu, y đập hai thanh chì vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe, trong tiếng sắt thép va chạm nghe đinh tai nhức óc. Liên Hàn mặt mày thất sắc, cô định bước ra, Làm Dần cũng đưa tay níu cô lại bảo cô: "Đừng có hoảng hốt, tiểu tử này dám can đảm ra mặt, có lẽ thực sự hắn có bản lĩnh đâu." Liên Hàn mắt không rời khỏi Nhạc Chi Dương, cô hải thầm: "Hắn có cái bản lĩnh gì chứ? Thứ công tử sướng ca này chỉ biết ba qua cái miệng thôi." Nhạc Chi Dương cầm sáo ngọc ngắm nghía thật hết sức là nhàn nhã. Cung Cường càng nhìn càng gai mắt, hắn thét to một tiếng, quơ chì ra phía trước, quét ào tới, khí thế mạnh mẽ trầm hùng, từ mặt đất bằng phẳng cuồn cuộn nổi lên một trận phong ba. Hai chân của Nhạc Chi Dương khẽ di chuyển, hắn nhẹ lướt ra sau, song chì dục trượt tới mấy tấc đã sát ở bên mình. Nhạc Chi Dương lúc này chợt giống như một hình nhân bằng giấy dưới kình phong của song chì, nó giật giờ uốn lượn về phía sau, khiến người quan chiến đều kinh ngạc. Họ thấy Nhạc Chi Dương lui mỗi lúc một xa, chợt hắn chạm lưng vào bức tường cuối của thủy đình, hết đường cục cửa. Cung Cường quá mừng rỡ, y quát lớn một tiếng, tả chùy quét ngang nhắm vào eo lưng của Nhạc Chi Dương, hữu chùy quay vòng vòng ở trên cao, chuẩn bị giáng xuống đỉnh đầu của hắn. Song chùy mà đập vào thì thế nào Nhạc Chi Dương cũng hết sống. Liên Hàn không sao kềm chế được nổi nữa, cô kinh hãi thét lên. Tiếng kêu vừa thoát ra, chợt thấy Nhạc Chi Dương dùng sáo ngọc tà tà đẩy xéo nó ra, mềm mại như tơ tằm, lá lướt tựa nhành xuân liễu, không còn có thể nào làm yếu hơn thế được nữa. Hắn khẽ đập cây sáo vào đầu của chì sắt ở bên phải. Chiêu này xuất xứ từ văn khúc thức của Dịch Tinh Kiếm, trong nhu có cương, kình lực xảo diệu. Cung Cường chỉ cảm giác hổ khẩu nóng rát, quả thiết chì đó giữa không trung thay đổi phương hướng, vẽ một vòng lớn sượt ngang thân mình Nhạc Chi Dương, đập đánh rầm một cái vào quả chì sắt đến từ mé bên trái. Hai quả chì va vào nhau,
Song chưởng cung cường phát nhức nhói. Trong tai của y vừa nghe tiếng cười nho nhỏ của Nhạc Chi Dương, Sáo Ngọc đã vẽ ra một làn lục quang nhằm chọt thẳng vô mắt của y. Chiêu này biến hóa từ văn sang võ, là một sát chiêu của Vũ Khúc Thức. Cung cường hối hả giờ hữu chị lên ngăn chặn. Sáo Ngọc bỗng lượn xuống dưới, nhắm điểm vào vô tâm khẩu của y. Cung cường vội dùng nhanh tả chị ra đó. Chẳng về Nhạc Chi Dương chuyển sang bắt đẩu thức, Sáo Ngọc dục lên trên, khiến cho quả chị nảy bật, nghiễm nhiên biến thành một sinh vật đánh rầm một cái vô hữu chị ở ngang tầm hai mắt của y. Lần này hổ khẩu của cung cường rách toát, tuôn máu xối xả. Tiếng chị sắc chạm vào nhau sắc ở bên tai, hệt như tiếng sấm của thiên lôi, chấn động sông nhĩ của y nghe ong ống. Cung cường không thể hiểu nổi, trời sinh y thần lực để y múa thiết chị như ta xe sợi bất vậy. Chỉ là hai chiêu vừa qua đụng phải cú chạm, cú đẩy của Sáo Ngọc, y đã không sao giữ chặt được chị ở trong tay. Y còn đang nghĩ ngợi tự tìm hiểu lý do, đã thấy Nhạc Chi Dương lượn vòng ra sau lưng của y, sử dụng một chiêu trong thiên nguyên thức, điểm vào quyệt thận du của y. Cung cường gầm lên một tiếng, y xoay mình, múa hủ chì đập ra. Nhạc Chi Dương lựa thời điểm thích hợp, chuyển sang một chiêu của thiên cơ thức, quơ Sáo Ngọc về đằng trước, nhằm vút vào bên cạnh thuyết chị, rồi đẩy một cái, đưa hủ chì đi xéo ra ngoài. Chỉ nghe ầm một tiếng là lần thứ ba, hai quả chùy sắt va vào nhau. Lần này cung cường cảm giác cuốn họng rực lên, máu chảy ngược, đổi sắc mặt y thành tím ngắt. Ai nấy còn đang chưa hiểu, cung cường lại quét ầm ỉ như sấm. Chỉ những môn đập loạn đã vào, bầm nát Nhạc Chi Dương ra. Y huy động tuyệt kỹ phá lăng kỳ, vừa dũng mãnh lại vừa nhanh dùng dục, đem toàn lực ra thi triển. Vũ lộng sông kỳ bay bay như đám mây đen từ trên cao ụp xuống. Do không tiện bức kình lực ra ngoài, Nhạc Chi Dương chẳng thể sử dụng chưởng quyền. Toàn bộ chân khí chỉ lưu chuyển trong cơ thể. Mỗi một cử động giơ tay nhấc chân đều được thêm phần nhẹ nhàng. Hắn khởi động linh vũ, di chuyển đấu bộ, đi tới thục lôi như một bóng ma, đều tránh thoát nhát chì tấn công của hắn. Cung cường càng đánh càng cập rập, đường chì mỗi lúc một thêm mãnh liệt. Không ngờ Nhạc Chi Dương dùng thuật linh cảm đã nhận định rõ ràng tất cả các tiết tấu của y. Với hắn cập kỳ như một đôi sông lan, nảy lên tuột xuống, dùng hòa lượng lại với phách điệu rõ rệt. Hắn tha hồ dùng Sáo Ngọc mà đưa đẩy, mà dẫn dắt. Chỉ hòa lại vài phát đã làm loạn hết tiết tấu của đôi thiết chùy. Cây Sáo Ngọc đi đến đi lui, lượng một chút ít bên hữu, tạc một chút ít bên tả, khiến cho cặp thiết chùy kia cứ gia dấp vào nhau nghe chàng chát liên miên, còn dồn dập hơn thợ rèn gò búa đập sắt nung đặt ở trên đèn. Những âm thanh chàng chát đó, người ở bên ngoài nghe được chỉ thấy như tiếng sắt thép va chạm vào nhau. Nhưng trong tai của Nhạc Chi Dương chúng có nhịp điệu, chúng đang tấu nhạc theo sự dẫn dắt của Sáo Ngọc. Cứ mỗi nhát chì sắt đập vào nhau, đôi tay của cung cường đều bị lực đạo từ chì chổi ngược về thật mạnh. Chẳng mấy chốc song chưởng của y tê rần, mất cảm giác. Lòng ngực của y quặn thắt muốn ói máu. Dần dà không phải tự y điều khiển thiết chì nữa, mà là hai tay của y đã lôi kéo y theo hai quả chì. Vì muốn giữ sĩ diện, y gồng mình ráng sức quay cuồng theo chúng, đấu thêm dăm ba hiệp nữa. Cung cường càng lúc càng thấy khó chịu, khí huyết ở trong ngực sôi trào, cuốn họng cứ rờn rợn muốn ói. Bỗng nhiên Nhạc Chi Dương thét to, buông tay! Sáo Ngọc quật ra một nhát đập vào quả chì bên trái, khiến cho nó trượt đi, thẳng nện đúng vào chì ở bên phải. Lần này tiếng sắt thép va chạm vào nhau còn lớn hơn sấm rền, ngói ở trên mái đình rung lên. Hổ khẩu của cung cường lúc này đã bắn máu, hai thuyết chì song song rời tay, tả chì bay vọt qua khung cửa, rơi tẩm xuống hồ, hữu chì bay bổng lên cao, nó phá vỡ nóc đình, rốt cuộc không biết biến mất đi về hướng nào nữa. Cung cường thụt lùi vài bước, y bỗng ngã ngồi, hai mắt ngây dại nhìn đối thủ. Đột nhiên cả người của y rùng bắn lên,
Y hộc ra một ngụm máu bầm rồi nằm lăn ra sàn, mặt trắng bệch như tờ giấy. Thủy Đình lập tức yên ắng. Triệu Kiến Hoài vẻ ngần ngừ, lão đàn định tiến ra. Bỗng người áo vàng nghệ hắn giọng, cầm xào tre chậm chậm bước tới. Y trầm giọng nói: "Tại hạ là Phiền Trọng, xin lãnh giáo cao chiều của Túc hạ." Liên Hàn chứng kiến chiến thắng ly kỳ của Nhạc Chi Dương, tuy cô không hiểu ảo dự bên trong như thế nào, nhưng vẫn không sao giấu nổi niềm vui hiện đầy ở trên mặt. Khi cô thấy người áo vàng xuất chiến, chợt kinh hãi thầm. Cô buộc miệng kêu lên: "Công tử coi chừng, hắn là truyền nhân của Lê Hoa Thương dùng Hà Bắc đó." Nhạc Chi Dương ngoái đầu cười mơn với cô. Liên Hàn đỏ mặt tận mang tay. Cô hầm hừ lườm quýt hắn. Phiền Trọng trông thấy hai anh chị đầu mày cuối mắt, y nghĩ thầm, dịp mai này không thể bỏ lỡ. Bèn dùng cái xào tre đâm ào ào vào bụng của Nhạc Chi Dương. Cái đòn đánh lén này nếu nhắm vào ai khác, người đó khó có thể mà thoát khỏi. Chắc chắn là sẽ bị vỡ bụng lồi ruột. Nhưng dựa vào thuật linh cảm vận dụng sẵn ở trên hai tay, tùy ánh mắt của Nhạc Chi Dương đặt cả vào Liên Hàn, nhưng màng nhĩ của hắn lại không ngừng nghe ngóng. Phiền Trọng vừa giơ cây sào lên, hắn đã biết ngay, chẳng cần quay đầu lại. Hắn hoành tay ra quơ cây sáo nghe chát một tiếng. Sáo đã đáp trúng ngay mũi nhọn của cây sào. Chiêu này Phiền Trọng vận dụng trọn 10 thành công lực, chẳng dè sào tre vừa chạm vô cây sáo, nó mất hết khí thế đã nghiền xéo tạt ngang sườn của Nhạc Chi Dương, đâm sột một phát xuyên qua vạt áo của hắn. Chỗ thủng nơi vạt áo chợt nhuốm máu đo đỏ. Quân hào bị dồn nén nãy giờ khá lâu, đột nhiên thấy máu chảy, họ lập tức reo hò rung chuyển cả trời đất mà hoan hô phe ta. Nhưng Phiền Trọng chỉ nhăn mặt nhíu mày, y rụt cây sáo tre về, dõi mắt đăm đăm vào Nhạc Chi Dương, dáng ngơ ngẩn mất hồn. Liên Hàn nôm thấy Nhạc Chi Dương đổ máu, cô rùng mình kinh hãi, vội lớn giọng nói: "Ôi, ôi, ngươi không sao chứ?" Nhạc Chi Dương quay đầu nhìn cô tươi cười nói: "Hê hê, không có gì, không có gì, chỉ trầy sượt da một chút thôi." Ngốc ơi là ngốc mà. Liên Hàn dậm chân tức tối, lúc đánh nhau chớ có hết nhìn ngang lại nhìn ngửa. Nhìn ngang nhìn ngửa thì có ăn thua gì chứ? Nhạc Chi Dương chu mỏ thè lưỡi ra: "Không mở mắt không nhìn mới là giỏi đó." "Không mở mắt không nhìn?" Liên Hàn còn chưa hiểu ý. Cô đã thấy Nhạc Chi Dương cởi vải dây lưng, đưa lên bịt đôi mắt lại, rồi cười hề hề hỏi cô: "Hê hê, cô tin tôi chưa?" "Tin không cần dùng mắt, chỉ dùng sức đối phó cây sào tre của y thôi." Hắn nổi tiếng là tính trẻ thơ, không biết trời cao đất rộng là gì. Liên Hàn kinh hãi, cô lật đật nói: "Cái đồ điên khùng ngốc nghếch, đừng làm cái trò náo lộng lòng người nữa." Cô cuống cuồng lên rối trí, không sao tìm được câu chữ nào cho thích đáng. Phiền Trọng nói giận cành hông, dù y vốn trầm tĩnh, cũng không sao nén được sự bực tức, bèn thét to lên: "Thằng tiểu tử còn mẹ nó, ngươi chứ có khinh thường người ta quá đáng nha." "Xem thường ngươi?" Nhạc Chi Dương cười ầm lên: "Hê, bộ đây là người ta hay sao?" Sắc mặt của Phiền Trọng chợt xanh đỏ ửng lên, lửa giận như thiêu đốt con tim mỗi lúc một nóng bỏng. Y trợn ngược hai mắt thét to: "Người muốn chết mà." Cây sào nâng lên hai đầu, sào vẽ những vòng xoàng xoạc, rồi nó hệt như là một con mãng xà xanh lục to lớn, há to cái mồm cạp tới. Hắn là cao thủ sử dụng hoa thương, tuy vũ khí là sào tre, nhưng chiêu thức đích thực là thương pháp. Lúc y giao đấu với nữ tỳ, Nhạc Chi Dương đứng quan chiến ở một bên, đã sớm nghe ra tiết tấu trong thương pháp của y, cho nên hắn bịt mắt, đầu tiên là để chọc giận đối thủ. Thứ nữa là cũng định đem thử nghiệm tâm pháp mà hắn mới vừa lĩnh ngộ gần đây. Cây sào tre múa gió nghe ra dùng dục. Nhạc Chi Dương tập trung vào màn nhĩ, nghe được rõ ràng đâu vào đấy. Hắn bỗng dưng lui về phía sau một bước, thân mình lượn xéo ngang bên trái. Bước chuyển thần đó thập phần xảo diệu,
Nhát đâm của Phiền Trọng do đó đã trượt ra bên ngoài, mất hết khí thế. Y kinh hãi đến ú ớ, vừa định biến chiêu thì cây sáo ngọc của Nhạc Chi Dương đã điểm ra, chặn đứng đầu của cây sào. Phiền Trọng ra sức tạc ngang tránh sáo ngọc, không dè cây sáo tiện đà đã quét xuống. Sào tre bị một con rắn sống động quấn chặt vào, đã bị giật ngược và xuất tuột khỏi tay của Phiền Trọng. Y gầm lên một tiếng, y xuống trung bình tấn, dùng mình dẫn sức nắm chặt sào tre, quét ngang về mé tay mặt, quậy lên một cơn lốc cuồn cuộn tạt ra. Nhạc Chi Dương sử dụng linh vũ, thân mình như một nhành liễu đung đưa theo gió, lướt chân đi tử di đẩu bộ. Sáo ngọc dung dãy ở trong tay, trong chớp mắt đã gõ ba nhát cốc 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 vô sào tre. Tiếng tấu cực kỳ thúc bách, tựa hồ là một khúc nhạc chiến đấu kỳ diệu. Người ở bên ngoài trông thấy Nhạc Chi Dương ra tay yếu ớt, căn bản không dịch chuyển được cây sáo tre, mà Phiền Trọng quét ngang với một khí thế ngàn cân. Duy nhất Phiền Trọng người trong cuộc mới biết cái khổ thôi. Cây sáo của Nhạc Chi Dương cứ mỗi lần gõ trúng sào tre đều chọn đúng lúc kình lực trên cây sào đã đứt đoạn, khiến nội kình của y theo đó mà rối loạn theo. Niên đao nguyệt côn nhất bối tử thương. Cái khó của hòa thương không nằm ở trong chiêu thức, mà là ở chỗ phải tạo cho được nội kình trong thân cây thương. Tích tụ kình lực trong thương giống như là đưa ngón tay xỏ chỉ kim khâu. Lớn lào có thể đâm rớt chim ưng, nhỏ bé thì có thể xuyên qua ruồi mũi. Hiện thời nội kình y đã đứt đoạn, người và thương tách ra làm hai. Dẫu cho Phiền Trọng tập luyện được một thân thương pháp, ba lần y khởi động một kình, ba lần yêu đều bị cây sáo ngọc ngõ vô một cách đúng lúc và làm cho đứt đoạn. Cây sào tre kia tựa như là một nhạc khí to lớn, theo điều khiển của Nhạc Chi Dương mà vẽ lên một vòng thật to. Đột nhiên cước bộ của hắn chững lại, cây sào tre cũng bị khựng theo. Y bị giữ đứng yên cách thân mình của Nhạc Chi Dương khoảng một thước. Hai người đang động bỗng trở nên tĩnh, khiến cho thời gian như bị đình trệ. Người bên trong thủy đình đều chẳng hiểu diễn tiến kỳ diệu gì đang xảy ra, họ nín thở mà theo dõi. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu đang rơi xuống trên mặt của Phiền Trọng. Trong lòng của y dấy lên một phần tức giận, một phần mê hoặc. Người quan chiến ở bên ngoài thấy rõ, chỉ cần y bước đến một bước là đã đâm trúng đối thủ rồi. Có điều cái bước đó, khí thế trong cây thương Phiền Trọng đã cạn. Tùy chỉ một bước ngắn ngủi, y lại thấy xa vời ngàn dặm. Dúc, tiếng vỗ cánh của một con thí điểu vừa bay xẹt qua mặt hồ. Phiền Trọng như tỉnh mộng, y sắc giọng thét to, giật mạnh cái sào tre ra khỏi ảo ảnh. Diêm chúng thấy y ra tay, họ như trút được một gánh nặng, đồng loạt hoan hô ầm ĩ. Nhạc Chi Dương lướt nhẹ người về phía sau, dùng sáo ngọc đập lên sào tre, hối tả hốt hữu tùy theo đường đi của sào tre. Cây sào thật dài, cây sào ngắn ngủn, màu sắc tựa tựa nhau, chúng linh động như một con trăng lớn, một con rắn nhỏ đang quần thảo trong không gian. Mỗi một chiêu thức của sào tre đều bị chế ngự, Phiền Trọng tuy có kình lực lại không thể thi thố ra được. Đối thủ bịt kín hai mắt, chẳng khác người mù, y mà không thể thủ thắng, chuyện này loan truyền ra giang hồ, y rốt cuộc không còn mặt mũi nào gặp bất cứ ai. Y càng nghĩ càng thấy nóng nảy, đem hết sức lực múa mai cây sào tre, lập tức tạo nên một màn trúc ảnh thật là dày đặc, hệt như là ngàn vạn đóa hoa nở rộ, như gió bất thổi tuyết bay mù mịt. Nhạc Chi Dương đang tính quá giải, chờ cảm giác tiết tấu của đối phương khác lạ, hắn lập tức thu hồi sáo ngọc, lùi nhanh về phía sau hai bước. Nói thì chậm, chuyện xảy ra thì thật là nhanh. Phiền Trọng vừa xoay mình xong, y đưa cây sào tre sang bên tay phải, tay trái dung ra một dải liên nhuyễn thương trắng bạc. Nó lòn qua màn sào tre xanh biếc mà đâm sọc vào cổ họng của Nhạc Chi Dương. Chiêu này xuất kỳ bất ý, còn chưa thấy rõ, chợt nghe rẹt một tiếng, một đạo ngân quang như tia chớp đã bay ngược trở về mặt của Phiền Trọng.
Chiêu thức của giải nhiễn thương này xuất xứ từ tuyệt kỹ của phiên gia Xuân Tuyết Loạn Lê Hoa. Cả hai món vũ khí, một cứng một mềm, chợt một lúc xuất thủ, đối phương khó lòng mà phòng bị. Chẳng về Nhạc Chiêu Dương kịp nghe ra sự thay đổi của tiết tấu, hắn đã sớm định liệu, bèn hoài tay đánh nhát sáo ngọc đúng ngay vào nhiễn thương, khiến cho phiền trọng phát giác luồng sáng bạc bay ngược trở về đâm thẳng vô mắt, y vội vàng cúi đầu né tránh. Giải nhuyễn thương sượt sát vào mặt, khiến y tức thì đổ mồ hôi lạnh dầm dề. Nhạc Chi Dương lượng sát vào, quơ cây sáo ngọc đập vào màn thanh quang của xào tre, phát ra những âm thanh nghe hết sức là êm tai. Những va chạm này đã đả kích khiến nội kình phiền trọng tán loạn, không sao ngưng tụ vào một chỗ. Y múa mái nhuyễn thương sang hỗ trợ, bất ngờ bị sáo ngọc bên phải một nhát, bên trái một vuốt, phát ra liên tục những tiếng xoát xoát, đã làm cho nhuyễn thương quấn vào cây sào tre. Phiền trọng trận cước đại loạn, trong tai của y nghe lùng bùng không dứt. Khi thì tiếng động của sáo đập vào thân tre, khi thì tiếng sáo dục vào nhuyễn thương, thanh âm đình đình đàng đàng rẹt rẹt luân phiên nhau mà rộ lên. Tiết tấu lúc dài lúc ngắn, ban đầu còn chưa theo chương pháp gì hết, dần dà đã trở thành có mạch lạc. Một tiếng ủa vang lên, Thủy Liên Ảnh khẽ kêu lên, sắc mặt của cô toát ra một tia kinh ngạc. Đó là khúc Dương Quan Tam Điệp, hắn đang lúc giao tranh kịch liệt mà còn có thể mở miệng trò chuyện, bọn diêm chúng đều kinh hoảng. Bộc Dương Chiều tức giận là lớn, cái chỗ má gì mà Tam Điệp hớ, đây là đám đấu võ, chẳng phải là chỗ chơi nhạc đâu. Thủy Liên Ảnh lắc đầu phản bác, đúng là đấu võ, nhưng thanh âm của Ngọc Bích chạm vào tre, nó đúng là một khúc nhạc mà. Nói xong cô hắn giọng bắt nhịp, cất tiếng ngầm ngà theo, Di Thành Triêu Vũ Ấp Khinh Trần, khách xá thành thành liễu sắc tân, khuyến quân cánh tận nhất bôi tủ, tây xuất dương hoàng vô cố nhân. Tiếng ngầm ngà thánh thoát, từng chữ từng câu điều hòa theo thật xích sao âm thanh của sáo ngọc gõ lên tre, lên nhuyễn thương. Bây giờ ai nấy bó buộc kinh hoàng mà hiểu ra, phiền trọng chẳng những đã bị lạc vào hạ phong, sào tre nhuyễn thương trong tay đã biến thành nhạc cụ để cho đối phương dùng thân sáo gõ vào, tấu lên một khúc nhạc. Tỷ võ quyết định hơn thua, nhưng chẳng tốn mấy hơi sức, Nhạc Chi Dương đã đem trận đấu võ biến thành một màn tấu nhạc. Diêm chúng thảy đều vô cùng khiếp sợ, họ hiểu rằng võ công của Nhạc Chi Dương cao gấp mấy lần phiền trọng, hắn đã dễ dàng dẫn dụ y rơi vào tiết tấu của hắn. Nhạc Chi Dương dựa theo khúc nhạc Dương Quang Tam Điệp đã buộc phiền trọng răm rắp làm theo ý hắn, hệt như biến y thành một kẻ bán hàng rong. Tự hắn xếp hàng quá ra võ, bảo y gánh ra ngoài chợ, phiền trọng cũng ngoan ngoãn cong lưng gánh đi bán hàng. Khi hiểu rõ điều này, phiền trọng ngưỡng chín người, đấu thêm năm ba hiệp nữa, y bỗng dưng nhảy dựng ra sau thét to một tiếng, thôi! Rồi dứt bỏ xào tre, y xoay người bước đi như một cơn lốc. Y lao ra ngoài thủy đình, chẳng ngoái trông lại một lần, đã tức thì mất dạng. Nhạc Chiêu Dương tháo bỏ giải bịt mặt, vui vẻ hỏi, đến lượt ai đây? Thiếu Kiến Hoài nhìn quanh, diêm chúng chẳng một ai dám nhúc nhích. Lão thầm hiểu thuộc hạ đang bị kinh hồn tán đổm, lập tức lão gồng mình chậm rãi nói, Triệu Mổ bất tài, xin lĩnh giáo túc hạ mấy chiều chưởng pháp đây. Ngón thương của phiền trọng, kỳ pháp của cung cường, cả hai công phu đều rất có danh vọng. Khi đụng phải cây ngọc sáo này, đã cùng thất bại thê thảm. Trong ý Triệu Kiến Hoài, lão nhất định, nếu mà thi đấu bằng võ khí với Nhạc Chi Dương thì vô cùng lợi hại. Muốn thắng hắn, bó buộc phải bỏ ngắn dùng dài, không chọi nhau bằng binh khí được. Nhạc Chi Dương thầm suy tính, lão già này chơi mạng xa luân chiến với mình, đánh thắng Triệu Kiến Hoài rồi sẽ lại có những người khác, đứa nọ tiếp nối đứa kia, căn bản không để cho mình yên. Mình phải hiển lộ cho tụi nó thấy võ công cao thâm, cho bọn chúng thấy khó mà lui. Hắn tức thì cài sáo vô eo lưng rồi vui vẻ nói,
đấu kiểu người tới ta lui hoài thật là phiền toái lắm. Như vậy hay hơn. Kiểu đường chủ, ta đứng bất động để cho lão đánh ta ba chưởng. Ta mà tiếp được tính là lão thua. Còn nếu ta không chịu nổi, khỏi cần nói chi cho nhiều. Hắn vừa dứt lời, toàn đại sảnh đều kinh hãi lên. Triệu Kiến Hoài tức giận cành hông, lão cất giọng căm hận nói: Tiểu tử quyền cước không có mắt, rồi ta đánh chết ngươi thì sao hả? Ta chết là đáng kiếp. Nhạc Chi Dương vẫn cười, hai mắt lóe sáng. Nếu may mắn không chết, Triệu đường chủ tính sao đây? Triệu Kiến Hoài tức giận đến mặt mày tái xanh, lão la lớn: Nếu người tiếp được ta ba chưởng, Triệu mổ lập tức dẫn người rời khỏi thủy tạ ngay. Hay lắm. Nhạc Chi Dương vỗ tay: Triệu đường chủ là quân tử, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Triệu Kiến Hoài vừa nói xong câu đồng ý đó, lão chợt hối hận. Nhưng nhìn đến vẻ mặt của Nhạc Chi Dương, lão giận đến mức khó mà dằn nổi. Bèn xuống trung bình tấn, hơi rùng người. Lão hít vô một hơi dài, giác người ra sau một chút, đột nhiên toàn thân căng phồng lên, đã to lớn thêm một nữa. Nhạc Chi Dương thấy lão hình dung cổ quái, đang thầm giật mình. Chợt nghe Thủy Liên Ảnh nói: Lạc công tử, cẩn thận, đây là phục hổ công của phái Thê Hà đó. Giọng nói êm ái uyển chuyển, đầy nét lo lắng. Nhạc Chi Dương đưa mắt nhìn lại, nữ tử mặt hoa nhợt nhạt, mắt nhóm u buồn. Dưới ánh dương quang, cô mang dáng vẻ cô đơn sầu muộn, bộc lộ ưu tư, toàn thân như dựng dậy một nhóm mây mù gần như sắp tan rã. Nhạc Chi Dương cảm giác hừng hực nóng bỏng, một cổ ngạo khí dâng cao. Hắn nhủ thầm: Hồi đó nơi khuôn viên rạp hát, nếu ta chẳng được địa mẫu cứu giúp, Nhạc Chi Dương này đã chết ngẫm từ lâu rồi. Chịu ơn thì phải báo đáp, là bản sắc của nam nhi. Ta đường đường tấm thân bảy thước, hạ có thể dững dưng nhìn đệ tử của địa mẫu bị người ta vũ nhục hay sao? Nghĩ vậy hai tay chống eo, hắn rộ ra một tràng cười dài. Triệu Kiến Hoài nghe tiếng cười, lão càng thêm tức giận. Bỗng dưng lão đưa thân mình tới, dùng tả chưởng nhanh như một tia chớp đánh ra, nghe bùng một tiếng đã giáng cận lực ngục chưởng vào ngực của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương như lãnh một nhát búa tạ, thân mình hắn bay bổng, giọt ngang ra đằng sau đập một cái rầm vô bàn uống trà, khiến cho nó vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Còn hắn thì lăn cù mèo tới một vòng nữa chẳng thấy cục cửa. Không gian trong thủy đình đang lặng im như tờ, bỗng dở òa lên tiếng hoan hô cười rộ của ban chúng. Thủy Liên Ảnh nhìn Nhạc Chi Dương, ánh mắt của cô gái như bị một làn sương mù che phủ. Liên Hàn bản tính sốc nổi, cô nhào người giọt tới, bỗng nhiên bị một luồng kình phong chặn lại, đẩy cô tuốt ra xa hai bước. Cô ngẩng đầu lên tức tối nói: Triệu Kiến Hoài, người thắng cũng không có thắng nổi, còn muốn gì nữa? Triệu Kiến Hoài bảo: Nếu lão phù thắng tên này, phải để cho ta xử trí. Lão Hoài tai ngoắt: Bọc Dương lão đệ, đến trói thằng tiểu tử này lại đi. Bọc Dương chiều dạ rân, y chạy đến định động thủ, chợt nghe một tràng cười dài. Nhạc Chi Dương bung mình nhảy lên, chừng ra một bộ mặt hớn hở, miệng cười hi hi ha ha. Đỉnh đầu của hắn gần dập ngay vô mũi của Bọc Dương chiều. Gã này hốt hoảng trợn mắt dòm thiếu niên kia như vừa thấy ma quỷ hiện hình vậy. Triệu Kiến Hoài cũng biến sắc, lão buộc miệng hỏi: Người không bị gì hết chứ? Lão thấy ta thế nào? Nhạc Chi Dương dang rộng hai tay, mặt đầy nét cười nhạo. Trong lòng của Triệu Kiến Hoài quá sức hoảng sợ, không chớp mắt. Lão nhìn tới nhìn lui vào hắn rồi nghĩ bụng: Chừng vừa rồi nếu đánh vào một cây đại thụ cũng phải hằn dấu vết. Tên này bộ dạng vẫn bình yên không chút suy xiển nào, căn bản cực kỳ nghịch lý. Lão suy nghĩ muốn bể đầu mà hoàn toàn vô ích. Do không biết Nhạc Chi Dương nghịch luyện nội công, chân khí vận chuyển khác hẳn người thường. Ai khác mà lãnh một chưởng thì sẽ bị khí huyết dội ngược và bị đả thương ngũ tạng. Còn chân khí ở trong nghìn của Nhạc Chi Dương nghịch hành, khí huyết khi dội ngược, hai cái ngược thành một cái xuôi, bởi vậy trở nên vô cùng thuận thế.
Lúc vừa trúng chưởng, hắn hơi bị khó chịu một chút. Lúc khí nghịch chuyển đột nhiên sang thuận, đã nảy sinh ra trong hắn một tư vị khoan khoái khó tả nên lời. Xóa bỏ hết những vết đau vì bị trúng chưởng, vì lẽ đó mà Nhạc Chi Dương chỉ những mong muốn nhận thêm nhiều chưởng nữa mới đã thèm. Mắt thấy Triệu Kiến Hoài đang ngẩn ngơ, hắn mỉm cười thúc giục. Hê hê, Triệu đường chủ, còn chần chờ gì nữa chứ? Xong sớm nghỉ sớm, ai nấy còn về nhà ăn cơm còn kịp nữa kìa. Triệu Kiến Hoài nghe giọng của hắn trung khí sung mãn, lão càng thêm kinh hãi, là người gian manh. Tuy trong lòng đầy nghi vấn, lão vẫn giữ nét bình thường, bắt đầu di chuyển xung quanh Nhạc Chi Dương bằng những bước đi nhanh nhẹn. Khi tới khi lùi không có chủ đích và phương hướng rõ rệt. Mỗi bước đi của lão dấy lên trong lòng của Nhạc Chi Dương sự ớn lạnh. Hắn chỉ có nước thầm rủa lão này giảo hoạt. Thì ra Triệu Kiến Hoài đi lòng vòng như vậy, thật khó dự đoán lão sẽ đánh chưởng vào đâu. Dù hắn không thể vận dụng chân khí hồng phản kích chưởng kình, Triệu Kiến Hoài chuyển càng nhanh càng mạnh hơn. Nhạc Chi Dương mò không ra, đành tạm nhắm hai mắt để nghe gió đoán hình. Thật cũng là kỳ lạ, hắn vừa nghe thì trong đầu bỗng như có một tấm kính lần lượt chiếu hết hành tung của Triệu Kiến Hoài. Lão này chuyển xong vòng thứ bảy, bỗng cước bộ chững lại. Triệu Kiến Hoài đồng lúc tung xong chưởng kích trúng vào lưng của Nhạc Chi Dương. Nơi ấy của cơ thể là vùng yếu hại. Tuy hắn có nghịch khí hộ thể vẫn đau thấu tim gan. Cuốn họng của Nhạc Chi Dương vừa phải rợn rợn, toàn thân mình của hắn bị hất bay bổng lên trời. Chỉ một cái sát na đã đến ngang chỗ đỉnh đầu của Bộc Dương Chiêu. Phịch một tiếng, gã này thừa cơ dung quyền đánh mạnh vào eo trái của Nhạc Chi Dương. Đầu quyền vừa chạm vô da thịt chỗ eo lưng, y còn chưa kịp khoái chí đã cảm giác một kình lực từ nơi ấy mạnh bạo phản kích về. Miệng của Bộc Dương Chiêu hét thảm một tiếng, y bắn tung người về phía sau, da mạnh vào một tên diêm chúng. Khi y chạm đất, tức thì ói ra một búng máu tươi. Y đào đớn pha lẫn tức tối, trố mắt nhìn lại Nhạc Chi Dương đang đứng vững vàng, mặt mày đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền. Nơi không xa lắm, đằng sau của hắn, Triệu Kiến Hoài hai tay run lẩy bẩy, sắc mặt của lão tím ngắt, mắt nhòm chừng vào gã thiếu niên, không giấu nổi vẻ cập rập. Thấy Nhạc Chi Dương vẫn không nhúc nhích, trong thủy tạ mấy chục con mắt đang chăm chú nhìn vào hắn. Đột nhiên Nhạc Chi Dương mở to mắt ra, hắn xoay mình lại, mặt rạng rỡ hỏi lão. Hê hê, Triệu đường chủ, còn một chưởng nữa, lão có đánh nữa hay là không đây? Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 46, tác giả Phượng Ca, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký để theo dõi tiếp phần thứ 47 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.